Hi, chào các bạn. Hôm nay là một cái video tiếp theo và đây là một cái món mà mình nghĩ là ai cũng trong các bạn cũng sẽ thích ăn. Đó là món khoai lang. Nhưng mà cái khoai lang này thì hôm nay cái video này mình chia sẻ là khoai lang này là của ba nước khác nhau nha. Một cái khoai lang màu vàng này là của Úc, cái này là của Nhật Bản. Khoai lang màu vàng và cái vỏ màu đỏ nha, cái này là của Nhật. Và cái này là khoai lang này là khoai lang của Việt Nam, thì cái vỏ màu tím và cái ruột nó màu tím luôn. Thì cái khoai lang này á, ở ngoài cái siêu thị á, thì người ta bán giá khác nhau nha các bạn. Với cái khoai lang mà khoai lang tím này á của Việt Nam mình á, thì giá ở ngoài siêu thị một ký đó là 2,50 đô. 2,50 đô đôi xinh đó nha. Còn khoai lang Nhật thì mắc hơn một chút thì nó là 3 đô, 3 đô cho một ký khoai lang Nhật. Còn đối với khoai lang mà Úc á, giờ luộc sao nó mềm, nhìn nó không có được ngon, tại vì nó cũng còn săn chắc. Thì một ký của khoai lang Úc này nó tới 4 đô lận. Nếu mà tính á, thì ra khoai lang Úc nó mắc hơn mà hai cái loại khoai lang Nhật với lại khoai lang Việt Nam. Cho nên cũng mình khoai lang Úc thì với khoai lang Úc thì mình chưa ăn bao giờ, cho nên mình hôm nay mình muốn làm một cái video này để chia sẻ coi ba cái loại khoai lang này thì cái vị khoai lang nào là ngon và tại sao thì cái giá của khoai lang Úc nó lại mắc như vậy. Thật ra khoai lang Nhật cũng mắc nha các bạn, nếu mà tính ra thì khoai lang Việt Nam mình là rẻ nhất, chứ còn khoai lang Nhật với lại Úc là cả hai thì khoai lang này đều mắc. Vậy thì mình sẽ ăn những cái khoai lang này coi cái vị nó như thế nào nha. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Bây giờ mình ăn thử cái khoai lang Úc trước đi. Tại khoai lang Úc này là cái khoai lang này nó là màu vàng á. Đây là cái khoai lang, thì mình mua khoảng 3 củ khoai lang này thì giá khoảng là 1 đô 9 của đô sinh á. Đây là khoai lang của Úc. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái này. Cái màu cam này. Không có ngọt lắm, vị cũng bình thường nha. Cũng bình thường lắm. Mà nó lại là mắc nhất trong 3 loại. Ăn coi cái này còn nó giống không? Củ này còn nó giống không? Bình thường á, không có gì đặc biệt. Cũng hơi ngọt thôi chứ không ngọt. Mà vị rất là bình thường. Có mùi hơi thôi mà. Cũng có mùi nhưng mùi thơm nhưng mà không có thơm lắm. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái khoai lang của Nhật nha. Khoai lang Nhật này rất là ngon nha. Ăn thì rất là dẻo, ngọt. Đặc biệt nó rất là đặc ruột nha các bạn. Đó là lý do mà nó mắc nha. Cũng mắc á, 3 đô một ký. Gần 50 ngàn từ Việt Nam á, thì 1 ký khoai lang Nhật. Khoai lang Úc không có ngon nha. Khoai lang Úc này thấy bình thường lắm mà nó cái khoai lang Nhật nó ngon lắm nha. Nó không có giống cái khoai lang Úc này. Khoai lang Úc này không có ngọt mà ăn nó cũng không có được dẻo nữa. Nếu mà tính thì khoai lang Nhật nó rẻ hơn khoai lang Úc mà lại chất lượng hơn.
Mà nếu mà các bạn ăn khoai lang á thì các bạn cũng có đọc những cái thông tin ở trên mạng hay là báo chí thì người ta cũng nói là khoai lang này có rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nha các bạn. Nó là có cung cấp các vitamin A, B, C này rồi nó còn làm chức năng nữa là giảm béo nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn giảm cân ăn khoai lang cũng được. Tại đó nó giảm có chức năng đó rất là tốt. Thật ra cái vỏ này cũng ăn được luôn á. Nếu mình rửa sạch thì mình ăn luôn, còn không thì mình lột nó ra. Ngọt, dẻo, chất lượng. Bởi tại sao ở bên Trinh này người ta cũng rất là thích mua khoai lang Nhật người ta ăn. Và thật sự là rất là ngọt và nó chắc. Đây, đây là khoai lang của Việt Nam, khoai lang tím của Việt Nam nha. Thì giờ mình sẽ ăn cho nó như thế nào. Lâu ngày mình cũng không có ăn cái loại khoai này nha. Lâu ngày mình cũng chưa có ăn khoai này. Cái này cũng ngon luôn. Cái này thì nó hơi bột, nó có bột hơn. Rồi nó cũng dẻo nha. Thì cũng giống khoai lang Nhật nhưng mà nó bột hơn, còn khoai lang Nhật thì là dẻo với lại ngọt. Nhà có một chút là rất là bột. Mà ngon. Như vậy mà đó, vừa ăn thử cái vừa ăn cái khoai lang Nhật, khoai lang Úc này, khoai lang Nhật. Khoai lang Nhật ngon lắm. Khoai lang Úc, khoai lang Nhật và khoai lang Việt Nam thì mình thấy là cái khoai lang Nhật với lại khoai lang Việt Nam thì rất là ngon. Nhưng mà khoai lang Úc thật ra những cái mà mắc tiền không phải lúc nào mắc là cũng ngon nha các bạn. Đây là cái thực tế này. Nó mắc hơn so với cái khoai lang Nhật với lại khoai lang Việt Nam nhưng mà lại không chất lượng, lại không ngon bằng. Không biết là hôm nay chắc xui sao mua đúng cái này, không biết bình thường có ngon không. Chứ thấy là bây giờ mình đồ trong mình ăn thì mình thấy rõ ràng là cái khoai lang Nhật với lại khoai lang Việt Nam là có chất lượng cao á. Ăn nó vừa dẻo, thơm nữa. Và thơm nữa nha, khoai lang Nhật thì được cái mùi nó rất đặc trưng. Đó, rồi ngọt, dẻo, và cái khoai này hơi bột bột mà vẫn dẻo, rất là ngon. Đó, thì nếu mà ai mà thích á thì mình thấy là nên chọn cái khoai lang Nhật á. Thích vị ngọt và dẻo thì mình nên chọn cái khoai lang Nhật. Còn nếu mà những ai mà thích vừa có ngọt ngọt và hơi bột và dẻo thì mình chọn khoai lang Việt Nam. Còn khoai lang Úc mà nếu mà khoai lang Úc thì rất là bình thường, không có dẻo mà cũng không có ngọt nữa, ăn rất là bình thường. Nên nếu mà mình chọn, mình sẽ không chọn khoai lang Úc mà mình sẽ chọn khoai lang Nhật và hoặc là khoai lang Việt Nam nha. Thì đó, đây là cái video hôm nay mình chia sẻ với các bạn đó, là cái loại mà khoai mà mình cảm thấy là mình thấy nó có chất lượng hơn. Thật ra thì mình không thể dựa trên cái giá của cái loại thức ăn mà mình mua mắc là mình nói ngon. Nó cũng tùy vào cái chất lượng nữa nha các bạn. Cho nên hên xui nữa, cho nên thôi mình nếu mình ăn thì mình nên chọn khoai lang Nhật đi. Khoai lang Nhật hoặc là khoai lang Việt Nam thì nó vẫn chất lượng hơn. Đó là ý kiến riêng của mình nha. Còn nếu mà nhiều bạn có thể là ở bên Úc hay gì đó thì người ta mua khoai lang mà có những loại nó sẽ ngon hơn. Cái này cũng là màu này nhưng mà sẽ ngon hơn. Cho nên mình cũng không biết chính xác nữa. Đó là nhiều khi đó là lịch sử trùng hợp mình đi mua và mình được lên thì nó sẽ là như vậy. Cho nên ăn là những cái cảm nhận của mình trong ra cái loại khoai này mà mình hiện tại mình đang ăn và mình cảm giác như vậy thôi. Đó. Các bạn nhớ đón xem cái video của mình vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nha, vào lúc 8 giờ.